Cửa hàng âm thanh bãi 197 xin được kính chào toàn thể tất cả các bác nhé. Chúng mà các bác, đây là một con súp bát 50 từ 22 và côn tới tận 125 của Eric các bác ạ. Nếu bác đã biết rồi, Eric là một thương hiệu nước Đức khá là nổi tiếng. Đây các bác nhìn đây, Eric Audio này, dòng bát này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đây bát súp này, bát 50 quá là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, côn các bác này, côn các bác nhìn côn này, nó đang còn cả một cái lớp keo trắng tinh, dạng keo đục các bác nhé, keo đục của những cái dòng bát súp mà xịn sò. Đấy, và cái thùng vách của thằng này thì nó cực kỳ nhỏ gọn luôn. Trước đây bọn em đã cùng bán dòng súp của Morgan Sao, súp của Morgan Sao các bác ạ. Và súp của Morgan Sao thì nó đã nhỏ gọn so với súp 50 rồi, thì ngày hôm nay súp Eric này còn nhỏ gọn hơn. Đây là một dạng súp mặt các bác nhé, súp mặt đây này, Eric đây. Thì ngày đợt này bọn em đang còn khá là bận, cho nên là chưa có thời gian để vệ sinh cũng như là tút tát được cái lô súp này, vì đang còn lò 40, ngày tối hôm nay là còn có hàng về nữa cơ, cho nên là chưa có vệ sinh được. Tuy nhiên thì bác nào mà thích thì cũng có thể là liên hệ luôn để đặt hàng trước với dòng súp của Eric này. Thì hiện tại thì súp Eric thì em đang có 18 quả thôi, 18 quả các bác ạ. Đây các bác nhìn cái từ của nó này, đèn óng ánh luôn các bác nhá, rất là đẹp. Đấy, đây hơi chói sáng một chút các bác. Đây Eric Audio này, và có tên website, tất cả mọi cái những cái thông số của con súp này ở đây luôn. Đây từ là từ 22 các bác nhé, súp rất rất đẹp luôn, nhỏ gọn đẹp. Đây là một dạng súp này, là dạng súp mặt các bác nhé. Đây là dạng súp mặt này, hai bên nó sẽ có một cái thanh nẹp, ngoài ra sẽ có một cái lớp e căng, một cái lớp e căng ở phía trước, và trong cái e căng này nó sẽ có lớp nỉ lọc bụi các bác nhé. Hai bên sẽ có tay cầm, hai bên tay cầm, và phía sau thì nó sẽ có cái phần lỗ cắm để các bác kết nối vào, làm sao cho nó đẹp, nó nấy nhất. Và với súp Eric này thì chắc chắn sẽ cho các bác một cái chất âm thực việc cực kỳ hay, mạnh, bạo lực, rất là đẳng cấp. Đấy, thì số lượng đang khá là có hạn, em làm video ngắn đây thôi. Sau khi mà hôm sau mà em kéo về tú tát vệ sinh xong thì sẽ là lên sóng cho bác luôn nhá. Đây các bác nhìn này, từ cái chạm loa của nó này, chạm loa của nó cả sản xuất của cách đây khá là lâu rồi, đang mới tinh, đẹp lắm các bác nhá, rất là đẹp luôn. Keo cổ này, đây, đấy, màng cho bác xem lại màng này, màng các bác này, đấy, keo này, keo đục, đấy, đặng keo đục các bác nhá. Những cái keo này thì không bao giờ các bác lo cái hiện tượng là bị bung nhá, bung bị bong chóc nhá. Đấy, súp rất là nhỏ gọn, cực kỳ đẹp luôn. Súp 50 mà tương đương kích thước với súp 40 thôi. Các bác có thể để trong gia đình mình nhá, nó rất là vừa vặn trong những cái không gian mà nó bé bé một chút các bác nhá. Đấy. Xin hẹn lại vào chào và xin chờ hẹn các bác vào những cái dịp sau khi bọn em đã tút tát vệ sinh xong cái lô này các bác nhá. Xin chào các bác.